Xin chào các bạn nhỏ, mình là Ái Tiên. Còn mình là Khiết Đông. Đây là mẹ của mình. Đây là ba của mình. Các bạn biết không, ba mẹ mình rất là yêu thương bọn mình. Cho nên khi mà tụi mình còn chưa ra đời thì ba đã nghĩ ra những trò chơi để giúp mình phát triển trí tuệ. Cho nên sau đó đã thành lập công ty đồ chơi Tiên Đông là tên của bọn mình đấy. Ba mình có nhiều ý tưởng làm đồ chơi lắm nha. Ở nhà mình đầy những cái prototype, các trò chơi, nhưng mà chỉ có phát hành ra thị trường một vài trò à. Trong mấy cái trò phát hành ra thì tụi mình mới chơi được cái trò thể luyện trí nhớ và xếp hình của cờ tổ ong. Vì ba nói á, mấy cái trò kia như là kho báu trí tuệ hay làng thỏ nè, hay là lập phương bí ẩn là khi tụi mình lớn lên một chút thì mới đủ khả năng chơi được á. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Khi nào muốn giao lưu với chúng tớ thì hãy ra đường sách lúc 9 giờ đến 12 giờ để cùng trải nghiệm các game trò chơi trí tuệ cùng gia đình Tiên Đông nhé. Xin chào.